ngày 10 tháng 10, Tòa án Liên bang Manhattan, New York, Mỹ đã diễn ra phiên tòa công khai đầu tiên liên quan đến vụ án của Diddy. Nam rapper bị truy tố về những cáo buộc nghiêm trọng. Đây là phiên tòa điều trần đầu tiên trong vụ án khiến dư luận toàn cầu chấn động. Theo thông tin từ tờ Pacific, Diddy xuất hiện tại tòa với vẻ ngoài bình thản, mặc quần áo tù nhân màu xám nhưng vẫn tươi cười, vẫy tay chào con trai và các thành viên trong gia đình. Hành động này khiến nhiều người phẫn nộ, cho rằng Diddy không hề có chút hối lỗi hay xấu hổ nào trước những cáo buộc về tội của anh ta. Nội dung phiên điều trần vẫn chưa được tiết lộ. Luật sư của Diddy, Mark Agnifilo cho biết thử thách lớn nhất của thân chủ mình trong tù là việc ăn uống. Diddy được cung cấp bữa ăn đầu tiên gồm thịt viên Thụy Điển hoặc bánh burger đậu đen cùng với mì trứng, đậu xanh và salad rau với nước sốt. Bữa sáng của Diddy bắt đầu từ 6 giờ sáng với ngũ cốc, trái cây, bánh mì nướng và bánh ngọt. Bữa trưa và tối được phục vụ vào lúc 11 giờ sáng và sau 4 giờ chiều. Phiên tòa tiếp theo của Diddy dự kiến diễn ra vào ngày 18 tháng 12 năm 2024 với phiên xét xử chính thức vào ngày 5 tháng 5 năm 2025. Mặc dù đã nộp đơn xin tại ngoại 3 lần, nhưng Diddy vẫn bị từ chối,